cho gà xin 30 giây để quảng cáo nha anh em. Nếu anh em không thích xem quảng cáo thì anh em có thể skip qua cái đoạn này. Gà có một group Discord để cho anh em giao lưu tán gẫu mua bán về Diablo. Nếu anh em đang tìm bạn để chơi chung hoặc là tìm nơi để mua bán item Diablo thì anh em có thể join vào group Discord của gà nha. Ngoài ra bên gà còn có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM ở trên page của gà. Cảm ơn anh em. Cũng thông báo với anh em là cái app check item D4 tool của gà đã update thêm nhiều chức năng mới, chức năng thông báo thời gian của các event ở trong game và thêm cái chức năng là anh em có thể upload nhiều hình lên để mà có thể kiểm tra item. Anh em nào mới chơi hay là anh em muốn check item thì anh em có thể lên App Store hoặc là Play Store đều có hết nha. Anh em sạch D4 tool. Còn nếu anh em không sạch ra thì bên dưới gà có cái link của hai cái store đó, anh em có thể vô bằng cái link trực tiếp ha. À mà có update gì mới gà sẽ thông báo cho anh em. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của gà. Thì hôm nay gà sẽ chia sẻ với anh em về cái build mà gà đang xài, đó là cái build Bonarui hay gọi là Bone Stone hay là Stone Fortress. Cái build này á đánh boss rất là ok, rất là nhanh, nhưng mà nó bị một cái điểm yếu là nó đi farm quá á sẽ rất là không có được nhanh lắm. Thì đi những cái diamond dần cao thì nó hơi thọt xíu nếu mà chúng ta gặp rất là nhiều những cái con mà gọi là bubble, những cái con mà elite mà nó có bong bóng á. Ví dụ như trên màn hình anh em thấy thì khi mà anh em vô gặp một cái bắt elite mà nó có 3-4 con bong bóng nó chồng lên nhau á thì anh em sẽ có hai lựa chọn. Một đó là anh em đánh hư bàn phím, hai là anh em sẽ bỏ qua nó, thì chắc chắn là anh em sẽ bỏ qua nó rồi. Còn nếu mà anh em đánh với nó thì anh em sẽ bấm rất là mỏi tai luôn á, tại vì nó có điểm tương đồng với là cái thằng Bone Lightning. Thì khi mà gặp mấy cái này á hay là dính vô tường á, thì cái Bone Lightning nó sẽ bị biến mất, đánh nó rất là mệt. Một cái khó chịu nữa dù của cái build này á là khi anh em đánh quái á là nó sẽ bị knock back và anh em phải dí theo nó đánh thì nó hơi mệt. Khi mà chúng ta đánh boss á thì chúng ta con boss nó không bị knock back thì đánh sẽ rất là khỏe, đó là lý do tại sao cái build này đánh boss rất là ngon. Còn khi mà chúng ta đánh quái á thì nó con quái nó sẽ bị knock back lùi về sau, thì chúng ta bắt buộc chúng ta đánh, chúng ta phải dí theo nó, chúng ta đánh nó mới được. Và cái tiếp theo nữa là khi mà chúng ta đánh á thì bắt buộc là cái vùng tiếp xúc á là phải là cái vùng xung quanh, cái chỗ mấy cái viên gạch, mấy cái viên đá nó quay á anh em, thì nó tiếp xúc thì bên kia nó sẽ ăn đam nhiều hơn. Mà bị một cái khi mà nó tiếp xúc như vậy á thì nó sẽ knock back con quái ra và anh em phải dí con quái và sẽ đánh con quái cho nó nằm ở trong cái vùng tiếp xúc nó. Nếu mà nó nằm gần anh em quá thì nó không ăn đam nhiều lắm. Thì đó là một vài điểm yếu của cái build này. Thì khi anh em muốn đổi qua build, anh em thấy người ta chơi, anh em muốn đổi qua build này á thì anh em nên cân nhắc cho kỹ nha. Và nói chung là cái build này cũng hơi giấy một chút xíu đó. Đi ở cái những cái diamond engine thấp thì nó ok, nó không sao hết, nhưng mà đi ở những cái diamond engine cao thì nó hơi giấy. Đó, nó không được trâu, nên anh em phải để ý. Và khi anh em muốn đổi build thì anh em phải cân nhắc những cái mà gà nói, thì anh em hãy đổi build nha. Nếu mà nói là dở thì nó sẽ không phải là dở, nhưng mà nó không được ngon như là những cái build khác thôi. Còn anh em nào quan tâm về cái build này á thì anh em có thể tham khảo về cái gear, skill rồi Paragon ở phía cuối video nha. Khi anh em tham khảo cái build này á thì anh em sẽ thấy Paragon của mỗi người chơi nó sẽ khác nhau. Gà cũng tham khảo khá là nhiều người build cái build này thì mỗi người sẽ có một cái build về cái Paragon nó rất là khác. Có thể là skill với lại gear thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà Paragon thì chắc chắn sẽ khác nhau một chút.
Thì đó là tất cả những gì mà Gà muốn chia sẻ với anh em thôi. Nếu anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì đó, thì anh em có thể comment phía bên dưới video. Nếu anh em là người mới tới channel của Gà và thấy video Gà thích, đừng quên bỏ lại cho Gà một like, một subscribe và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào Gà up lên trong tương lai. Nếu anh em mới support channel thì có phần thông tin donate gần góc trái màn hình. Nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe những cái chia sẻ của Gà và hẹn anh em ở những video tiếp theo.
Yeah, I ain't here for the money.